gặp lại quý vị và các bạn trên tin tức 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn có nhiều sức khỏe và có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng tôi. Đến với chương trình ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin tức nóng nhất có trong ngày. Kính thưa quý vị, cho bản tin an ninh chính trị nóng nhất 24 giờ hôm nay, mời quý vị đến với những tin chính sau đây. Tin nóng, bác khẩn cấp đối tượng dùng gậy tước đoạt tính mạng bố ruột ở Bắc Giang khởi tố hai kẻ chủ mưu trong vụ tiệm thuốc Tây 6 lần bị tàn mắm tôm ở thành phố Hồ Chí Minh. Bắt quả tang hai đối tượng dùng thuyền đưa 5 người vượt biên sang Lào. Tổng giám đốc Sakri Lê Tấn Hùng lấp liếm khai báo quanh co về động cơ tham ô 13 tỷ đồng. Bắt giữ hai đối tượng gây hàng loạt vụ trộm cắp ở Hưng Yên. Kính nghị xử phạt 12 triệu đồng với 3 người đổ rác bừa bãi ở Hà Tĩnh bắt nữ quái tín dụng đen cho vay lãi suất cắt cổ ở Thanh Hóa. Sau đây mời quý vị đến với nội dung chi tiết. Mở đầu là tin nóng, bắt khẩn cấp đối tượng dùng gậy tước đoạt tính mạng bố ruột ở Bắc Giang. Công an tỉnh Bắc Giang vừa tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Tất Cường, 33 tuổi ở thôn Hoàng Liên, xã Hoàng An, huyện Hiệp Hòa. Cường là nghi phạm đánh bố đẻ tử vong trước đó vào khoảng 19 giờ 30 ngày 6 tháng 3, sau khi nhận được tin báo về việc ông Nguyễn Văn Quy, sinh năm 1956, trú tại thôn Hoàng Liên, xã Hoàng An, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang tử vong tại nhà riêng với nhiều dấu vết bất thường, công an huyện Hiệp Hòa đã xuống hiện trường điều tra, đồng thời báo cáo vụ việc lên công an tỉnh Bắc Giang. Qua điều tra bước đầu cơ quan chức năng xác định, Nguyễn Tất Cường đã dùng gậy đánh ông Nguyễn Văn Quy, bố đẻ cường, khiến ông Quy tử vong tại chỗ. Thời điểm xảy ra sự việc, nhà cường không có ai ở nhà. Hiện trường vụ án không có camera nên không rõ trước khi xảy ra sự việc, nạn nhân và nghi phạm đã xảy ra chuyện gì. Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. Chuyển sang tin tiếp theo, khởi tố hai kẻ chủ mưu trong vụ tiệm thuốc Tây 6 lần bị tắt mắm tôm ở thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 8 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can đối với Ngô Thành Trương 42 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, Trần Thị Thẻn 33 tuổi quê Sóc Trăng vợ Trương về tội cưỡng đoạt tài sản. Theo công an, Trương và Thẻn là hai đối tượng chủ mưu trong vụ tiệm thuốc Tây 6 lần bị tà sơn mắm tôm xảy ra trên địa bàn. Bước đầu điều tra, cơ quan công an xác định Trương và Nguyễn Hoài Trung 42 tuổi quê Tiền Giang có mối quan hệ quen biết và năm 2017, Trương đứng ra vay giúp Trung số tiền 32 triệu đồng từ người ngoài xã hội, chưa rõ lai lịch, lãi suất 10% một tháng. Mỗi tháng, Trung phải đưa cho Trương tiền lãi 3,2 triệu để Trương trả nợ dùm Trung. Sau khi nhận tiền, Trung chỉ trả tiền lãi được vài lần, sau đó bỏ trốn nên Trương vay tiền nhiều nơi để trả nợ cho Trung. Đến nay, do chậm trễ trả tiền lãi, đồng thời Trương vay nhiều nơi để lấy tiền trả nợ nên số tiền mà Trương thiếu nợ đến khoảng 157 triệu đồng. Sau đó Trương biết được chị ruột của Trung là bà Nguyễn Thanh Mai 46 tuổi đang kinh doanh thuốc Tây trên đường Bến Phú Định, phường 16, quận 8 nên đến gặp Trung để tìm Trung. Do bà Mai nói không biết Chung ở đâu, nên vợ chồng Trương liên lạc với Châu Văn Phú, sinh năm 1991, quận 8, nhờ Phú tìm giúp người đòi nợ giúp. Được Phú giới thiệu, vợ chồng Trương thuê Lê Ngọc Châu, sinh năm 1988, ngụ quận 8, tạt chất bẩn vào tiệm thuốc Tây của bà Mai. Vợ chồng Trương trả công trước cho Châu 5 triệu. Nếu Châu đòi được tiền, thì Trương phải chia tiền cho Châu thực hiện thỏa thuận trên vào các ngày 29 tháng 12 năm 2020, ngày 5, ngày 8, 21, 25 tháng 2 và ngày 1 tháng 3. Hai thanh niên chưa rõ lai lịch thuộc nhóm của Châu Tà Sơn, mắm tô và tiệm thuốc Tây của bà Mai. Theo trình báo của bà Mai, các đối tượng nhiều lần gặp trực tiếp, gọi điện thoại, buộc phải thay chung trả số tiền 157 triệu đồng. Nếu không trả, sẽ tạt chất bẩn, không cho buôn bán tại địa chỉ trên. Tổng thiệt hại do bị hại tạt mắm tôm gồm phần tủ kính bị vỡ và thuốc tây bị dính mắm tôm không thể bán ra thị trường là 4,3 triệu. Sau khi tiếp nhận tin tố giác và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận 8 xác định Trương và Thẻn là đối tượng chủ mưu thực hiện hành vi nêu trên. Ngày 3 tháng 3, trinh sát phát hiện Thương và Thẻn lưu thông trên địa bàn nên tiến hành mời về trụ sở làm việc. Tại trụ sở công an, Trương và Thẻn khai nhận hành vi thuê người khác tạt mắm tôm vào cửa hàng thuốc tây đe dọa bà Mai nhằm tạo áp lực khiến nạn nhân sợ và phải thay chung trả số tiền nợ. Ngày 4 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 8 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can đối với Ngô Thành Trương và Trần Thị Thẻn về tội cưỡng đoạt tài sản, đồng thời tiếp tục làm rõ hành vi hủy hoại tài sản để xử lý theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, Công an quận 8 yêu cầu Tên Châu và các đối tượng liên quan nhanh chóng ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Tin tiếp theo, bác quả tang hai đối tượng dùng thuyền đưa 5 người vượt biên sang Lào. Thưa quý vị, mới đây, các đơn vị liên quan thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Trước đó, lực lượng chức năng đã bắt giữ hai đối tượng đưa 5 người vượt biên trái phép sang Lào, Lô Văn Dậu, sinh năm 1983, Lương Du Lan, sinh năm 1988, cùng chú tại bản Sốp Tụ, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Cụ thể, chiều ngày 5 tháng 3, tại khu vực sông Nậm Nơn, thuộc bản Siềng Trên, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, lực lượng đồn biên phòng Mỹ Lý, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, phòng phòng chống tội phạm, bộ đội biên phòng Nghệ An đã phát hiện bắt giữ hai đối tượng có hành vi dùng thuyền đưa 5 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận trở thuê 5 người Việt Nam xuất cảnh sang Lào với giá tiền công là 4 triệu đồng. Các đối tượng đã dùng thuyền độc mộc chạy qua sông ở khu vực biên giới để sang Lào. Hiện Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đang hoàn chỉnh hồ sơ, điều tra mở rộng khởi tố vụ án, tiến hành bàn giao các đối tượng cho phòng PA09, Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định. Chuyển sang tin tức tiếp theo, Tổng giám đốc sacri Lê Tấn Hùng lấp liếm khai báo quanh co về động cơ tham ô 13 tỷ đồng. Thưa quý vị, cơ quan điều tra xác định quá trình điều tra, bị can Lê Tấn Hùng chưa thực sự thành khẩn khai báo về động cơ vụ lợi của bản thân vừa chủ mưu vừa là người thực hiện. Tổng công ty nông nghiệp Sài Gòn là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quản lý. Tháng 8 năm 2015, ông Hùng được bổ nhiệm giữ chức vụ tổng giám đốc và được giao quản lý tài sản, quản lý vốn của công ty. Theo cơ quan điều tra, ông Hùng đã lợi dụng chức vụ, chỉ đạo thuộc cấp lập khống 10 hồ sơ hợp đồng cho cán bộ đi tham quan, học tập kinh nghiệm ở nước ngoài để tham ô hơn 13 tỷ đồng khi bị thanh kiểm tra ông hùng tiếp tục chỉ đạo cán bộ dưới quyền bàn bạc thống nhất với các cá nhân ở hai công ty du lịch cùng thực hiện hành vi gian dối để hợp thức hóa hồ sơ hợp thức dòng tiền nhằm che giấu hành vi phạm tội trốn tránh trách nhiệm hình sự số tiền chiếm đoạt được hùng chỉ đạo không đưa vào sổ sách theo dõi của tổng công ty nông nghiệp sài gòn mà giao cho nguyễn thị thúy và nguyễn thị tuyết mai để ngoài quản lý theo dõi chi theo yêu cầu của hùng Tiếp đó, Hùng chỉ đạo Thúy và Mai chi 3,9 tỷ cho Hùng và chi ngoại giao. Tuy nhiên, những người được chi tiền ngoại giao không thừa nhận. Hành vi của Lê Tấn Hùng xâm phạm nghiêm trọng trật tự quản lý của nhà nước về lĩnh vực kinh tế, làm tha hóa cán bộ dưới quyền, dẫn đến vi phạm pháp luật, phải xử lý, gây mất niềm tin trong đội ngũ cán bộ trong Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn và Nhân dân. Lê Tấn Hùng là chủ mưu, chỉ đạo điều hành, vừa là người thực hiện phạm tội, gây thiệt hại cho nhà nước số tiền đặc biệt lớn. Mặt khác, bị can chưa thực sự thành khẩn khai báo về động cơ vụ lợi của bản thân. Vì vậy, cần xử lý nghiêm khắc với Lê Tấn Hùng để phòng ngừa gian đe, giáo dục chung, kết luận điều tra nêu. Tin tiếp theo, bắt giữ hai đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp ở Hương Yên. Kính thưa quý vị, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Công an huyện Tiên Lữ nhận được đơn trình báo của chị Vũ Thị Kim Thùy, sinh năm 1995, trú tại thôn Hải Yến, xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ, về việc ngày 21 tháng 2, chị bị kẻ gian trộm cắp một xe Honda Waze, biển kiểm soát, 89H108751 khi đang đi cấy tại cánh đồng thôn Hải Yến. Ngay sau khi nhận được tin, công an huyện Tiên Lữ đã tiến hành giả soát khoanh vùng đối tượng. Qua điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Tiên Lữ xác định Mai Văn Mạnh sinh năm 1980, trú tại thôn An Triểu 1, xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên và Bùi Công Chuyển sinh năm 1986, trú tại thôn Nễ Châu, xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên là thủ phạm gây ra vụ trộm cắp trên. Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận do không có việc làm, thiếu tiền tiêu xài nên thường xuyên cùng nhau đi quanh các khu vực vắng vẻ nhằm vào những người dân chủ quan để thực hiện hành vi phạm tội. Khi đi từ cánh đồng thôn Hải Yến thì thấy một chiếc xe máy đang để trên đường nên đã dùng vam phá khóa xe để trộm. Đầu tranh mở rộng, đối tượng chuyển khai nhận trước đó. Ngày 27 tháng 2 đã trộm cắp một chiếc xe Dream trên địa bàn xã Thủ Sĩ và bán cho Lê Văn Xuân, sinh năm 1980, tạm trú tổ dân phố Vân Canh, phường Châu Giang, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Đấu tranh tại chỗ, Xuân khai nhận đã mang xe Dream đi thay biển kiểm soát tại cửa hàng sửa xe của Lê Văn Nam, sinh năm 1978, cũng trú tại tổ dân phố Vân Canh, phường Châu Giang, thị xã Duy Tiên, cách nhà Xuân 100 m Tại nhà Nam, lực lượng công an phát hiện thu giữ 10 xe máy không giấy tờ. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Chuyển sang tin khác, kiến nghị xử phạt 12 triệu đồng với 3 người đổ xác bừa bãi ở Hà Tĩnh. Công an xã Cẩm Thành, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh vừa lập biên bản vi phạm hành chính đối với 3 người dân đổ rác không đúng nơi quy định, đồng thời kiến nghị xử phạt mỗi người 4 triệu đồng. Đại úy Hoàng Trọng Chính trưởng công an xã Cẩm Thành cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo công an huyện Cẩm Xuyên về việc xử lý vấn nạn đổ rác không đúng nơi quy định tại các xã, thị trấn trên địa bàn, trong ngày 2 tháng 6 ngày 6 đến ngày 7 tháng 3, quá trình tuần tra kiểm soát tại khu vực quốc lộ 1A đoạn qua thôn Hưng Mỹ Cẩm Thành, lực lượng công an phát hiện 3 người dân có hành vi đổ rác không đúng nơi quy định. Cụ thể, vào khoảng 11 giờ và 17 giờ 30 phút ngày 6 tháng 3, lực lượng chức năng phát hiện anh Nguyễn Viết Dũng, sinh năm 1995, chú Thạch Văn, Thạch Hà và chị Lê Thị Tuyết, sinh năm 1982, chú thôn Trung Nam, xã Cẩm Thành, lần lượt có hành vi vứt rác bừa bãi nơi công cộng. Tiếp đến vào lúc 9 giờ ngày 7 tháng 3 năm 2021, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện chị Phí Thị Xuân Trang, sinh năm 1984, chú thôn Tân An, xã Cẩm Bình, Cẩm Xuyên, có hành vi vi phạm tương tự. Công an xã Cẩm Thành buộc 3 người vi phạm thu dọn số rác thải nói trên, chấm dứt ngay hành vi vi phạm, đồng thời lập biên bản vi phạm hành chính, kiến nghị Ủy ban nhân dân xử phạt mỗi người 4 triệu đồng. Tin tiếp theo, bắt nữ quái tín dụng đen cho vay lãi suất cắt cổ ở Thanh Hóa. Thưa quý vị, mới đây, Công an huyện Như Thanh, Thanh Hóa cho biết đơn vị vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Lê Thị Sáu, sinh năm 1970 ở xã Hải Long, huyện Như Thanh, về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Theo tài liệu của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Như Thanh, Lê Thị Sáu là đối tượng chuyên cho vay lãi nặng, giao dịch với những người có nhu cầu vay tiền bằng mạng xã hội trên điện thoại di động. Sáu thường trực tiếp dùng mạng xã hội Zalo hoặc Facebook nhắn tin điều hành giao dịch việc cho vay và thu hồi nợ. Phương thức thủ đoạn hoạt động của đối tượng là khi cho các con nợ vay, sáu yêu cầu các con nợ viết giấy vay tiền không ghi lãi suất mà thỏa thuận, việc thu lãi cũng không thể hiện bằng giấy tờ mà thể hiện trên tin nhắn mạng xã hội. Với lãi suất cắt cổ 5.000 đồng 1 triệu một ngày, sáu cho nhiều cá nhân trên địa bàn các xã thị trấn huyện Như Thanh vay tiền, thu lợi bất chính với số tiền lớn xác định đây là điểm hoạt động cho vay lãi nặng phức tạp lãnh đạo công an huyện như thanh chỉ đạo đội cảnh sát hình sự công an huyện lập án đấu tranh điều tra làm rõ triệt xóa bằng được điểm tín dụng đen này công an huyện như thanh tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của lê thị sáu thu giữ được nhiều tài liệu giấy tờ có liên quan đến việc cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự từ những tài liệu chứng cứ thu thập được, công an huyện Như Thanh đã có đủ cơ sở để truy tố Lê Thị Sáu về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Lê Thị Sáu để xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của tin tức 24 giờ TV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến trái chiều mời quý vị để lại trong phần bình luận video này để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời trả lời. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những bản tin kế tiếp của tin tức 24 giờ.